quyển 79 thứ 15 Bồ Tát Địa phần 8. Như vậy ta đã thuyết quyết trạch phẩm công đức. Hỏi: như đã thuyết về năm chủng vô lượng, đó là hữu tình giới vô lượng, tất cả thế giới kia phải nói là như nhau hay có sự sai khác? Đáp: phải nói có sự sai khác. Thế giới kia lại có hai chủng, một là thanh tịnh, hai là không thanh tịnh. Ở trong thế giới thanh tịnh không có địa ngục, bảng sanh, quỷ thú khá được, cũng không dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng không thọ khổ khá có được, chỉ thuần Bồ Tát tăng dừng nghỉ trong ấy, cho nên thuyết là thế giới thanh tịnh. Chỉ có Bồ Tát đã nhập địa thứ ba do lực nguyện tự tại mà được thọ sanh ở thế giới thanh tịnh, không có dị sanh, cũng không phải dị sanh thanh văn độc giác hoặc dị sanh Bồ Tát, mà được sanh thế giới kia. Hỏi: nếu ở thế giới kia không có dị sanh Bồ Tát, cũng không phải dị sanh thanh văn độc giác được sanh trong ấy, nhân duyên nào lúc giáo hóa cho hàng Bồ Tát có tác thuyết như vậy? Nếu Bồ Tát có ý nguyện sanh ở kia, như vậy tất cả lẽ đều sẽ được vãng sanh. Đáp: vì muốn giáo hóa chúng sanh chủng lại giải đãi, chưa tích tập thiện căn nên mật ý tác thuyết như thế. Vì cớ sao? Khi người kia được sách tấn khích lệ như vậy, liền ra lìa giải đãi, sinh tụ giả hạnh ở trong thiện pháp, từ đây lần hồi thắng tiến, nên đủ được sanh vào thế giới kia, sẽ đắc pháp tánh, nên biết gọi là mật ý trong đây. Lại nữa, Bồ Tát nương bốn chủng trụ năng thành tựu bốn việc. Sao gọi là bốn trụ? Một, trụ cực hoan hỷ; hai, trụ tăng thượng giới; ba, trụ tăng thượng tâm; bốn, trụ tăng thượng tuệ. Sao gọi là trụ cực hoan hỷ? Chư Bồ Tát tùy chỗ an trụ, vì đã nhập ý lạc thành tịnh tăng thượng địa, cho đến sẽ ngồi tòa diệu bồ đề, không bị duyên khác dẫn đoạt, khiến mất đi ý là thành tịnh đối với tam bảo. Sao gọi là trụ tăng thượng giới? Chư Bồ Tát nương trụ cực hoan hỷ như vậy, từ đây trở lên tùy chỗ an trụ đầy đủ tánh giới, ra để tất cả kéo lẫn lầm phạm giới, tức dụng giới xả viên mãn như vậy, hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sao gọi là trụ tăng thượng tâm? Chư Bồ Tát nương trụ tăng thượng giới như vậy, từ đây trở lên tùy chỗ an trụ, lìa tham dục giới, thành tựu tịnh nội cùng các đẳng trí đối với các chủ, các chúng sanh, an trụ từ bi, tùy lực, tùy khả năng như thật chánh hạnh. Sao gọi là trụ tăng thượng tuệ? Chư Bồ Tát nương trụ tăng thượng tâm như vậy, từ đây trở lên tùy chỗ an trụ, lần hồi năng thành tựu pháp bồ đề phần, các đế thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, bất cộng pháp an lập trí thiện xảo, vượt qua cộng sở chứng trí của tất cả thành văn độc giác thiện xảo. Trong đây bất cộng pháp an lập trí, đó là mật ý nguồn từ trí, phi an lập đế trí và an lập đế trí ở trong tạng Bồ Tát. Trong đây cộng sở chứng trí đó là trí chứng đắc do nương duyên khởi. Sao gọi là nương bốn trụ đây? Năng thành tựu bốn việc. Chư Bồ Tát nương trụ ban đầu cho đến sẽ ngồi tòa diệu bồ đề, chọn không xả bỏ tâm đại bồ đề. Nương trụ thứ hai cho đến sẽ ngồi tòa diệu bồ đề, và đời đương lai thân mạng tài bảo phẩm thiện chuyển vận càng thêm tăng trưởng. Nương trụ thứ ba vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên chuyển nhập các tịnh lự, dùng sức đại nguyện sanh trở lại dục giới mà không bị sự nhiễm ô của triền phiền não dục. Đường trụ thứ tư ở nơi tất cả pháp an lập thông đạt mà được thiện sản, vì độ chúng sanh nên phát thệ nguyện thọ nơi sanh tử. Nhân được thệ nguyện đây nên năng tích tập tư lương rộng lớn, tức ở trụ đây thành tịnh làm nhân, không đợi an trụ ở trụ khác, cũng không đợi người dạy dân dạy trao, mà nhanh chóng chứng đắc diệu trí Như Lai. Hỏi: Bồ Tát lấy gì làm khổ? Đáp: tổn não chúng sanh làm khổ. Hỏi: Bồ Tát lấy gì làm vui? Đáp: nhiều ích chúng sanh làm vui. Hỏi: Bồ Tát lấy gì làm tác ý? Đáp: hộ nhập vào ngàn mé, cảnh giới sở trì và năng làm tất cả việc lợi ích chúng sanh làm tác ý. Hỏi: Bồ Tát lấy gì làm trụ? Đáp: lấy vô phân biệt làm trụ. Lại nữa, Bồ Tát được có bốn chướng phẩm thượng, nếu không thành tịnh trừ khiển, chọn không khả năng nhập Bồ Tát địa và thứ lớp các địa. Những gì là bốn? Một, trong tiền đại gia Bồ Tát khởi phạm nhiễm ô; hai, hủy bán diệu pháp tương ương đại thừa; ba, chưa tích tập thiện căn; bốn, có tầm nhiễm ái. Vì muốn đối trị bốn chướng như vậy, lại có bốn chủng pháp tịnh trừ chướng. Những gì là bốn? Một, đối các mười phương chỗ chư Như Lai thần tầm khẩn thiết phát lộ sám hối lỗi đã phạm; hai, khác vì lợi ích tất cả mười phương các loại hữu tình
mà khuyến thỉnh tất cả chư Như Lai quy thuyết pháp. 3. Khắp ở mười phương tất cả hữu tình tạo làm các công đức đều sanh tùy hỷ. 4. Phạm chỗ sanh khởi tất cả thiện căn, thầy đều hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát đã nhập đại địa có bốn vi tế, có thể biết pháp, có thể đoạn trừ các tùy phiền não như vậy, trừ Bồ Tát kia phải rõ biết tất cả và chân chánh đoạn trừ những gì là bốn: một, ái pháp; hai, tác ý tương ưng thành phần độc giác; ba, đắm trước các mùi vị đẳng trí; bốn, sự nghiệp của chúng ma, tức là ở nơi các tướng tâm bị tán động nên biết đều là sự nghiệp các chúng ma. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa đầu tiên có những tướng gì? Đáp: đã vượt qua các dị sanh địa, đã nhập Bồ Tát chánh tánh ly sanh, do đã nhập nên không gọi là dị sanh, vượt qua tất cả chỗ có sợ hãi, đắc pháp vô thượng, chưa từng đắc, thường năng an trụ nơi trụ cực hoan hỷ. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa thứ hai có những tướng gì? Đáp: ở trong tỷ nại gia pháp nhĩ tự nhiên, thành tựu dường hành tất cả sở học tự tánh thành phần, nằm ở nơi thần ngữ ý nghiệp hiện hành thành tịnh, nên năng xa lìa các cấu phạm giới. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa thứ ba có những tướng gì? Đáp: bên trong đạt được sự chuyển vận đạo sa mạt thảo sùng mãn, do đây chúng tác quả mình nghĩ diệu. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa thứ tư có những tướng gì? Đáp: vì bên trong đạt được sự chuyển vận đạo từ các sở hà sùng mãn, kiến lập trí diệm mang theo đốt phiền não, do đây ở nơi tất cả sở hữu pháp đều đẹp phẩm như đã chứng an đập thiện sản. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa thứ năm có những tướng gì? Đáp: vì vượt qua tất cả trí thế gian, vì vượt qua tất cả trí thành phần độc giác nên năng thắng tiến ngộ nhập đế không thể nghĩ bàn, đạo rất khó vượt qua. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa thứ sáu có những tướng gì? Đáp: ngộ nhập sâu xa đạo lý duyên khởi, ở nơi tất cả hành trụ tưởng nhàm chán trái lìa, ở nơi vô tướng giới nhiều thú hướng an trụ tác ý tư duy. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa thứ bảy có những tướng gì? Đáp: có dụng công gia hạnh không gián đoạn, không khuyết hở, ở nơi vô tướng giới tác ý nàng nhập nhưng còn xa, ở nơi đạo gia hạnh đã đạt đến rốt ráo. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa thứ tám có những tướng gì? Đáp: vì ở nơi tác ý vô tướng giới không gia hạnh không dụng công đã được nhậm vận chuyển nên không bị diều động, vì ở nơi tất cả tướng đã được tự tại nên trụ thành tịnh địa. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa thứ chín có những tướng gì? Đáp: vì nơi danh thân, cú thân, văn thân đã được tự tại, vì đắc tuệ không tội rộng sâu vô lượng, vì đắc vô ngại giải rộng lớn, vì năng làm vui thích tất cả tâm chúng sanh, cho nên được gọi là Đại Pháp Sư. Hỏi: Bồ Tát đã nhập địa thứ 10 có những tướng gì? Đáp: vì đã được tất cả Như Lai đồng quán đảnh, vì đã đắc pháp thân như mây lớn, vì đã đắc tất cả đại thần thông, cho nên cũng gọi là Như Lai. Hỏi: Bồ Tát nhập Như Lai địa có những tướng gì? Đáp: chỗ được pháp thân ở địa đây lại càng thanh tịnh cùng cực, đã thành tựu viên mãn rốt ráo, do đây ở nơi tất cả chủng phiền não chướng và sở trì chướng đều vĩnh viễn xa lìa, đắc tri kiến thành tịnh. Hỏi: ở các địa đây sao gọi là tạo tác tu? Đáp: nếu lúc trừ Bồ Tát trụ thắng giải hành địa, tiếp tục nương theo mười địa mà tu mười pháp hạnh. Hỏi: ở trong các địa đây làm sao mà đắc? Đáp: nếu trừ Bồ Tát chứng nhập Bồ Tát chánh tánh ly sanh, lại chứng đắc thành tịnh ý lạc, bây giờ nhanh chóng đắc tất cả các địa. Hỏi: ở trong các địa đây sao gọi là đẳng lưu? Đáp: tức là ở trong tất cả địa chứng đắc rồi, về sau sở hữu ý đức do tu tập các đạo gia hạnh mà thành tựu. Hỏi: ở các địa đây làm sao thành tựu viên mãn? Đáp: trong mỗi một địa đều sở hữu uy đức riêng, trừ Bồ Tát ở nơi uy đức mỗi địa đây trải qua vô lượng trong ngàn đại kiếp, từ chỗ sư khen tán thán mà theo đó tu tập cho đến nhậm vận năng chứng đắc. Hỏi: như đã thuyết về năm chủng nhập chánh tánh ly sanh, trong đây thành phần nhập chánh tánh ly sanh và chư Bồ Tát nhập chánh tánh ly sanh đều bình đẳng như thật trong đại pháp giới, nên biết hai chủng đây có sự sai biệt gì? Đáp: nếu nói lược thì pháp giới có hai chủng tướng, một tướng sai biệt, hai tự tướng. Tướng sai biệt là tướng thường trụ và tướng tịch tĩnh. Tướng thường trụ là pháp tánh bản lai vô sanh và pháp tánh vô tận. Tướng tịch tĩnh là pháp tánh lìa hệ buộc của phiền não khổ. Tự tướng ở trong tướng danh phân biệt chân như và chánh trí nhiếp thuộc tất cả pháp, do tự tánh biến kế sở chấp nên tự tánh không thành thật, pháp tánh vô ngã.
Trong đây thành văn do tướng giai biệt, năng thông đạt pháp giới, mà nhập chánh tánh lây sanh, không do tự tướng. Vì dụng kia thông đạt, do tưởng không độ chìm, và tưởng an ổn mà ở trong pháp giới, đắc tưởng tịch tĩnh, ở trong các hành một hướng phát khởi tưởng nhàm chán. Ở nơi các tướng kia nhiếp thực các pháp tánh không thành thật, pháp tánh vô ngã mà không như thật biết. Chỉ ở trong pháp giới hy định đây, do tác ý duyên pháp giới sai biệt, tâm vô tướng chuyển, không do tác ý duyên tự tướng pháp giới. Hoặc lại nhân người tuyên thuyết tự tướng pháp giới, đã nghe rồi một phần thanh văn hồi hướng Bồ Đề, rất nhiều khó khăn, nhưng sau cũng ngộ nhập, đã được nhập rồi tinh cần tu tập. Một phần thanh văn, một hướng hướng đến tịch tĩnh, rất nhiều khó khăn, năng ít ngộ nhập, đã không nhập rồi tinh cần tu tập. Nếu chư Bồ Tát đều do thông đạt hai tướng pháp giới, mà nhập Bồ Tát chánh tánh ly sanh, đã nhập ly sanh rồi, phần nhiều an trụ tác ý duyên tự tướng pháp giới. Vì cớ sao? Nếu lúc ở nơi pháp giới tác ý duyên tướng sai biệt, tác ý duyên nhiều, hát nhanh chóng hướng đến Niết Bàn, cho nên nhiều an trụ ở kia, đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không phải phương tiện chân chánh. Do nhân duyên đây nên viết tùy bình đẳng thông đạt pháp giới, nhưng thành văn nhập chánh tánh ly sanh và Bồ Tát nhập chánh tánh ly sanh có sự sai biệt. Hỏi: như đã thuyết về ba luân của ba đời thành tịnh, sao gọi là ba luân của ba đời thành tịnh? Đáp: do tự tánh biến kế sở chấp lúc ở nơi các pháp quá khứ vị lai hiện tại, dùng tuệ như thật chánh quan sát đều bình đẳng, bình đẳng. Ở trong các pháp quá khứ vị lai hiện tại không luyến tiếc, hy vọng, nhiễm đắm. Đây gọi là ba luân của ba đời thành tịnh. Hỏi: như trước đã thuyết có 140 pháp Phật bất cộng, kinh khác lại thuyết có 18 pháp Phật bất cộng. Như vậy pháp Phật an lập thế nào, nhất vào bao nhiêu chủng? Đáp: đó là bí sâu a la hán vĩnh viễn tận các lậu, nhân vào tụ lạc du hành khất thực, mà có lúc cùng đi đường với voi dữ, ngựa dữ, trâu dữ và chó dữ, hoặc dẫm đạp rừng rậm, hoặc lội ngang qua khe suối, hoặc nhảy qua hầm hố, hoặc đi vào nhà phi pháp, bị các thiếu nữ chẳng như lý dụ dỗ, hoặc ở trốn không nhà xả bỏ đường chính, đi theo đường mòn xấu ác, hoặc dạo chơi cùng giặc cướp, sư tử hổ bèo chó sói. Hết thảy loạn như vậy là chỗ có lâm phạm của các A-la-hán. Đối với những điều như vậy, Như Lai hẳn không có. Lại các A-la-hán có lúc dạo chơi trốn không nhàn, trong rừng già bị mê mẩn quên mất đường về, hoặc vào nhà trống dùng tiếng lớn hô to, hoặc quay lại nhân tập khí dư tàn, như tâm không nhiễm ô mà hở môi, lộ răng cười. Hết thảy loạn như vậy là chỗ thô tháo của các A-la-hán. Đối với những điều như vậy, Như Lai hẳn không có. Lại các A-la-hán có lúc do vong niệm nên ở nơi việc làm mà bị quên mất tán tâm, đối với những điều đây Như Lai hẳn không có. Lại các A-la-hán ở trong hữu dư y sanh tử giới, một hướng phát khởi tưởng nhàm chán, ở trong vô dư y niết bàn giới, một hướng phát khởi tưởng tịch tĩnh, Như Lai đối với sanh tử niết bàn tưởng không sai biệt, an trụ xa bình đẳng bậc nhất. Lại các A-la-hán năng nhập đẳng trí tức gọi là định, nếu xuất đẳng trí tức không được gọi là định, Như Lai trong khắp tất cả vị tâm không đầu không định. Lại các A-la-hán lúc tư trạch bất thiện liền xả bỏ việc lợi ích chúng sanh, hết thảy lại như vậy. Như Lai ở nơi tư trạch bất thiện mà xả bỏ việc lợi ích chúng sanh thì không có lẽ ấy. Lại các A-la-hán nương tịnh sở trì chướng mà chưa được không thối thất ở nơi dục tinh tấn, niệm định tuệ và giải thoát trì kiến. Đối với bảy chủng pháp thối thất như vậy, Như Lai hẳn không có. Lại các A-la-hán hoặc có lúc thân nghiệp thiện chuyển, hoặc có lúc nghiệp vô ký chuyển, như thân nghiệp thì ngữ nghiệp và ý nghiệp cũng vậy. Ba nghiệp của Như Lai, vị trí làm hành dẫn đầu, vị trí tùy chuyển nên không có nghiệp vô ký. Vị trí phát khởi gọi là trí làm hành dẫn đầu, vị trí câu hành gọi là trí tùy chuyển. Lại các A-la-hán ở trong khắp sự sở tri ba đời không thể tác ý bỗng nhiên thông hiểu, cho nên trí kiến gọi là còn có bám chấp, không thể chân chánh thông hiểu tất cả mọi việc, nên trí kiến gọi là còn có ngần ngại. Như Lai đối khắp cảnh giới ba đời vừa tác ý liền năng thông hiểu tường tận tất cả cảnh sự sở tri sai biệt. Cho nên nói 18 chủng đây gọi là pháp Phật bất cộng. Trong đây 4 chủng đầu nhấp vào pháp vô vọng thất và bạt trừ tập khí, một chủng kế nhấp vào đại bi, tất cả chủng còn lại nhấp vào tất cả chủng diệu trí. Lại nữa, ở trong kinh khác Thế Tôn đã thuyết về tùy hảo,
vì muốn giáo hóa khiến người sanh tịnh tín, vì hiện bày dẫn dạy kia nhưng không lập tướng, an lập các tướng đây như trong phẩm kiến lập đã rộng hiển thị, nên biết từ tùy hảo đây phân ra thành các tướng tùy hảo kia. Lại nữa, sở hữu dạy trao trong tạng Bồ Tát lược gồm: một, tà hạnh của Bồ Tát phải nên rõ biết; hai, chánh hạnh của Bồ Tát phải nên rõ biết; ba, thù thắng lợi ích trong việc tu tập chánh hạnh của Bồ Tát phải nên rõ biết; bốn, ở trong chánh hạnh của Bồ Tát an lập pháp hạnh, bình đẳng hạnh, thiện hạnh, pháp trụ và hành tướng phải nên rõ biết; năm, sở hữu thí dụ của Bồ Tát nâng sanh tịnh tín phải nên rõ biết; sáu, ở trong chánh hạnh an lập sở học của Bồ Tát phải nên rõ biết; bảy, sở học của Bồ Tát thù thắng sai biệt hơn so với sở học thành văn phải nên rõ biết; tám, ở trong sở học nền học của Bồ Tát, Bồ Tát khéo học sở hữu trí thế gian, xuất thế gian, năng làm việc lợi ích người phải nên rõ biết; chín, sở học thanh văn ở trong dạy trò Bồ Tát phải nên rõ biết; 10, sa môn không khéo học phải nên rõ biết; 11, sa môn khéo học phải nên rõ biết; 12, trụ thế tục luật nghi phải nên rõ biết; 13, trụ thắng giải luật nghi phải nên rõ biết; 14, phương tiện điều phục của chư Như Lai phải nên rõ biết; 15, ngôn ngữ mật ý phải nên rõ biết; 16, ở trong tạng dạy trò Bồ Tát lợi ích thù thắng của thắng giải phải nên rõ biết. Như vậy đã được nêu sở hữu dạy trao trong tạng Bồ Tát. Một, tà hạnh của Bồ Tát. Nên biết nếu nói lược thì do một tà hạnh ban đầu khiến dẫn phát tám chủng tướng theo sau. A, tà hạnh năng thối tư lương trí. B, vì thối tư lương trí dẫn đến tà hạnh năng khiến quên mất chánh niệm. C, vì vọng niệm pháp khởi dẫn đến tà hạnh năng hoại pháp trắng sạch. D, vì hoại pháp trắng sạch dẫn đến tà hạnh năng khiến hiện hành ác ý nghi hoặc chẳng phải Bồ Tát. E, vì ý ác hiện hành dẫn đến tà hạnh năng khó thể điều phục. F, vì khó thể điều phục dẫn đến tà hạnh năng hành ở nơi đạo bất chánh. G, vì hành nơi đạo bất chánh dẫn đến tà hạnh năng khiến gần gũi kẻ không hiền lương. H, vì gần gũi kẻ không hiền lương dẫn đến tà hạnh năng khiến không như nghĩa Bồ Tát mà hành. A, tà hạnh năng thối từ lương trí. Bồ đề lấy tuệ làm thể, tuệ năng khiến dẫn phát tất cả ba la mật đa còn lại. Cho nên nếu ở nơi tuệ mà phát khởi tà hạnh, nên biết Bồ Tát ở nơi các Bồ Đề và các dạng pháp năng dẫn pháp Bồ Đề đều khởi tà hạnh. Được có bốn chủng pháp khiến Bồ Tát thối thất từ đường trí. Những gì là bốn? Một, tự mình không lắng nghe. Hai, không khiến người nghe. Ba, bị chướng ngại lắng nghe. Bốn, điên đảo chấp trước mà có sự lắng nghe. Nếu chư Bồ Tát nêu bốn chủng pháp đây năng khiến thối thất từ đường trí, vì cớ sao bốn chủ pháp đây ở trong hiện pháp hoặc thời sau ở hậu pháp lại sanh bốn pháp trái với trí tuệ? Những gì là bốn? Một, không có năng lực rõ biết. Hai, cao duyên thiếu khuyết. Ba, năng khiến chiều cảm ngu si không có phước. Bốn, điên đảo. Do tự mình không lắng nghe làm chỗ nương nên trong hiện pháp không có năng lực liễu trì. Trong do không khiến người nghe làm chỗ nương nên trong hậu pháp cao duyên thiếu khuyết. Do bị chướng ngại lắng nghe, làm chỗ nương, nên hộ pháp năng sanh trừ cảm ngu si không có phước. Do điên đảo chấp trước mà có sự lắng nghe, làm chỗ nương, nên ở trong hộ pháp càng tăng thêm điên đảo. Kẻ tự mình không lắng nghe vì chán ghét pháp, trái lìa pháp, vì chán ghét Bồ Đạc Già La, trái lìa Bồ Đạc Già La, vì chán ghét pháp và Bồ Đạc Già La, trái lìa pháp và Bồ Đạc Già La. Kẻ không khiến người nghe vì sợ người thuộc trí vượt hơn, vì có sự kiêu mạn vì bán, vì sợ gây khinh miệt vì bán. Kẻ bị chướng ngại lắng nghe vì phỉ báng chỉ bài pháp và Bồ Đạc Già La, vì bị dẫn dắt bởi tướng ác tác gian dối, vì không thương hỏi và tin nhận sự dạy bảo khai thị, vì phương tiện hủy mắng người thường lắng nghe. Kẻ điên đảo chấp trước mà lắng nghe vì tự mình thông đạt lãnh thọ thông hiểu lời thuyết ác, mà chấp trước cho là thông đạt lãnh thọ thông hiểu lời thuyết thiện. Vì đối với người thông đạt lãnh thọ thông hiểu lời thuyết thiện mà lại chấp trước cho là thông đạt lãnh thọ thông hiểu lời thuyết ác. Trong đây hoặc tự mình không lắng nghe, hoặc không khiến người nghe, hoặc bị chướng ngại lắng nghe. Ba pháp như vậy phần nhiều năng khiến thối thất tư lương trí, do văn mà thành tựu. Điền đảng chấp trước mà lắng nghe, phần nhiều năng khiến thối thất tư lương trí, do tư và tu mà thành tựu. B, tà hạnh năng khiến quên mất chánh niệm có bốn chủng. Những gì là bốn? Do tà hạnh đối với bốn chủng Bồ Đạc Già La nên có bốn điều ngu mê.
một đối với Bồ Đạc Già La cử tội, hai đối với Bồ Đạc Già La dạy dẫn, ba đối với Bồ Đạc Già La muốn làm lợi ích, bốn đối với Bồ Đạc Già La có đức. Đức là do tà hạnh đối với đầu phạm hạnh nên bị ngu mê nơi lỗi của tự thân, do tà hạnh đối với người đang học nên bị ngu mê đối với học xứ, do tà hạnh đối với người thắng giải vui cầu đại thừa, người vui hành chánh hạnh vì nêu cử phân biệt các lỗi lầm mình nên bị ngu mê nơi thắng giải chánh hạnh, do tà hạnh đối với Bồ Đạc Già La năng thuyết pháp nên bị ngu mê nơi những điều ẩn mật được hiện rõ. C. Tà hạnh năng khiến hoại pháp trắng sạch có bốn chủng, đó là vì lực tăng thượng ganh đua so sánh với người nên phát khởi các gia hạnh pháp bạch không đúng chỗ. Để phát khởi gia hạnh pháp bạch nhưng rơi trong ba chủng lỗi lầm tà hạnh: một, lỗi lầm nhiễm trước; hai, lỗi lầm ác kiến; ba, lỗi lầm thọ trì. Do hai nhân duyên nên biết lỗi lầm nhiễm trước: một, vì tà thọ dụng; hai, vì nhiều điều xen tạp. Do hai nhân duyên nên biết lỗi lầm ác kiến: một, vì phỉ báng chê bai chánh pháp và Bồ Đạc Già La; hai, vì đối với pháp bất chánh mà hiển bày chấp trước cho là chánh pháp. Do hai nhân duyên nên biết lỗi lầm thọ trì: một, chỉ thọ trì nhỏ hẹp trong phạm vi kinh bất liễu nghĩa; hai, ở nơi những điều chưa nghe chưa từng lãnh hội trong các kinh liễu nghĩa thì phỉ báng bác bỏ cho là hư huyễn. D. Tà hạnh năng khiến hiện hành nghi hoặc ý ác chẳng phải Bồ Tát có bốn chủng: một, đối với đại sư phát sanh không tín thuận lẽ ra phải cung kính mà trái lại hiện hành ý ác; hai, đối với người đồng phạm hạnh, người nhiếp thọ, người cử tội, người dạy răn lẽ ra phải như thật phát lộ lỗi đã phạm mà trái lại hiện hành ý ác; ba, đối với việc thực hành các thiện pháp được phước lớn trí lớn lẽ ra phải tinh tấn mà trái lại hiện hành ý ác; bốn, ở trong thắng giải rộng thẳm rộng lớn lẽ ra phải tự mình tu tập năng khiến thành tịnh chướng mà trái lại hiện hành ý ác. Do ba chủng tướng nên biết đối với đại sư sanh không tín thuận, đó là do có sắc đẹp, có tôn quý, có trí huệ. Do ba chủng tướng nên biết không như thật phát lộ lỗi đã phạm. Một, đối với các hữu tình nhiếp thọ tà chấp hư vọng hiển thị cho là tôn quý hơn, nhân đây phát khởi tâm tự đề cao. Hai, đối với các hữu tình năng cử tội che giấu lỗi mình đã phạm. Ba, đối với các hữu tình năng dạy dằn, nhân việc bị kia của trách đuổi bỏ phát khởi tâm xấu ác muốn làm tổn não. Do hai chủng tướng nên biết thối thất việc phát khởi tinh tấn thực hành thiện pháp. Một, đối với các hữu tình có phước lớn trí lớn, thời đang trước lợi dưỡng cung kính, hai, cùng vui thích việc kia. E, tà hạnh năng khiến có thể điều phục có bốn chủng, đó là lúc đang tu tập có bốn chủng chướng ngại: một, ở nơi điều đã lắng nghe chấp cho là rốt ráo; hai, ở nơi điều đã được dạy trào lãnh thọ thông hiểu lầm lạc; ba, ở nơi giới luật không trần tránh an trụ gây tạo việc làm ác; bốn, ở nơi điều đã tự thấy biết chấp chặt kiến thủ, tức là do lúc lắng nghe mà tâm không tịch tĩnh nên ở nơi những điều được nghe chấp cho là rốt ráo; do ở nơi điều được dạy trao phân biệt điên đảo nên có hiểu biết lầm lạc; do ở nơi giới luật nhiều sự hủy phạm thọ dùng của tín thí nên sanh khởi việc làm ác; do đối với các hữu tình thắng vượt hơn dấy khởi ganh đua đấu tranh nên ở nơi điều mình đã thấy biết chấp chặt kiến thủ. Hữu tình thắng vượt hơn tức là căn vượt hơn trong việc điều phục và đoạn diệt. F. Tà hạnh năng khiến hành đạo bất chánh đối với hữu tình có bốn chủng: một, đối với hữu tình chưa an lập tịnh tín không vì họ thuyết; hai, đối với hữu tình hạ thừa có mong cầu đại thừa lại không tùy theo căn tánh thích hợp mà thuyết; ba, đối với hữu tình ở đại thừa mong cầu hạ thừa lại không thuận theo chỗ nghi hoặc của họ mà khai tỏ; bốn, đối với người an trụ cấm giới hoặc không trụ cấm giới vì tham ái bạn đảng mà không bình đẳng thuyết. Do ba chủng tướng nên biết gọi là an trụ cấm giới: một, vì việc làm không lầm lạc; hai, vì không khuyết phạm giới; ba, vì quý trọng sở học. Do hai chủng tướng nên biết không trụ cấm giới: một, vì khuyết phạm giới; hai, vì không quý trọng sở học. G. Tà hạnh năng khiến gần gũi người không hiển lương nên biết do đầy thối mất bốn việc: một, thối mất đối với thừa; hai, thối mất gia hạnh lợi ích hữu tình;
3. Thối mất thánh giáo. 4. Thối mất tu tập các thiện pháp không gián đoạn. H. Tà hạnh năng khiến không như nghĩa Bồ Tát mà hành có 4 chủng: 1. Vì nhậm trì chánh pháp. 2. Vì trụ nơi A Lan nhã. 3. Vì sinh tu nghiệp phước. 4. Vì lãnh đạo đạo chúng. Và các Bồ Tát vì muốn khiến người tín phục, tùy nhậm trì chánh pháp mà không như nghĩa, không đúng nghĩa ấy. Và các Bồ Tát vì cầu danh tiếng, tùy trụ nơi A Lan nhã mà không như nghĩa, không đúng nghĩa ấy. Hoặc các Bồ Tát tâm chuyên buộc đắm ở nơi quả có nhiễm, tùy sinh tu nghiệp phước mà không như nghĩa, không đúng nghĩa ấy. Hoặc chư Bồ Tát tâm chuyên buộc đắm ở nơi sự cung kính, tiếng tâm thừa sự, tùy lãnh đạo đại chúng mà không như nghĩa, không đúng nghĩa ấy. Hai, chánh hạnh của Bồ Tát, tức là trái với các tướng trên, xa lìa lỗi lầm, tuyên nói đối trị, nên biết dẫn phát tám chủng hành tướng chánh hạnh theo sau, đây gọi là chánh hạnh. Lại nói tự mình không lắng nghe khiến thối thất trí, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền không cung kính chánh pháp và bồ đặc giả là do đầy hủy phạm. Giả sử không hủy phạm cũng không tìm hiểu sâu nên thối thất. Lại nói không khiến người nghe khiến thối thất trí, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền vì muốn người tín phục, do đầy hủy phạm. Giả sử không hủy phạm mà hướng đến đà pháp nên thối thất. Lại nói bị chướng ngại lắng nghe khiến thối thất trí, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền không vui muốn, không lắng nghe, không thọ trì, do đầy hủy phạm. Giả sử không hủy phạm lại giải đãi lười biếng nên thối thất. Lại nói tà chấp trước mà có sự lắng nghe khiến thối thất trí, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền ở nơi việc tu tập thực hành không thấy công đức, chỉ nghe ngôn thuyết mà cho là rốt ráo, do đầy hủy phạm. Giả sử không hủy phạm mà trí không chân thật nên thối thất. Lại nói khi người cử tội có ngu mê nơi lỗi phạm của mình nên quên mất chánh niệm, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền, nếu có hủy phạm ở nơi tội nặng thì sợ hãi suy tổn, nếu có hủy phạm ở nơi tội nhẹ thì sợ hãi của trách mà nói vọng ngữ, do đầy hủy phạm. Nếu có quên mất chánh niệm, đây tức do chướng ngại của nghiệp gây ra. Giả sử không hủy phạm nhưng do chướng của sự hủy phạm mà bị quên mất. Lại nói có ngu mê đối với học xứ nên quên mất chánh niệm, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền không phải do tự tánh mà do chuyển theo hư vọng, thấy hít quanh co, do để hủy phạm. Chỗ có quên mất chánh niệm, đây tức do chướng ngại của nghiệp gây ra. Giả sử không hủy phạm nhưng do chướng của sự hủy phạm mà bị quên mất. Lại nói có ngu mê ở nơi thắng giải chánh hạnh đối với đại thừa nên quên mất chánh niệm, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền đối với Bồ Tát không sanh cung kính, che giấu thật đức, do đầy hủy phạm. Chỗ có quên mất chánh niệm đây, tức do chướng ngại của nghiệp gây ra. Giả sử không hủy phạm, nhưng do chướng của sự hủy phạm mà bị quên mất. Lại nói có ngu mê, ở nơi hiển rõ những điều ẩn mật nên quên mất chánh niệm, đây nhân duyên gì? Đầy hiển do dục, khiến không sanh vui, muốn đối với đại thừa do đầy hủy phạm. Chỗ có quên mất chánh niệm đây, tức do chướng ngại của nghiệp gây ra. Giả sử không hủy phạm nhưng do chướng của sự hủy phạm mà bị quên mất. Lại nói do gia hạnh không đúng chỗ khiến hoại pháp trắng sạch, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền ý vui thấp kém, không chuyển xả hạ thừa, lắng nghe mà tâm không khiêm hạ, do đầy hủy phạm. Do không thể đắc các pháp bạch trước chưa đắc, ở nơi điều lắng nghe điều lãnh thọ mà thông hiểu chậm chạp, nên thối thất những gì đã đắc. Lại nói do lỗi lầm nhiễm trước khiến hoại pháp trắng sạch, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền không sanh vui đủ đối với chỗ lợi dưỡng người tại gia cấp thí, lại giả dối mong cầu. Do ở nơi pháp chưa từng nghe thì không lắng nghe nhiều các sự nghiệp, khinh tháo tán loạn, ở nơi tam ma địa không thể chứng đắc. Lại nói do lỗi lầm ác kiến khiến hoại pháp trắng sạch, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền ôm lòng ác ý quán sát người, ở nơi sở học của thanh văn đại thừa, tâm điên đảo do đầy hủy phạm. Do không hành tránh hại nên gặt hái suy tổn, do dối hoặc người nên gặt hái suy tổn. Lại nói do lỗi lầm thọ trì khiến hoại pháp trắng sạch, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền đối với ý thú của chư Như Lai, sanh khởi mạn cho là hiểu biết tất cả, do đầy hủy phạm. Do hủy bán tránh pháp nên gặt hái suy tổn, do tà suy lường ở nơi ý thú trí của chư Như Lai nên gặt hái suy tổn. Lại nói do không kham cung kính sở học khiến hiện hành ý ác, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền ở nơi lỗi đã phạm mà không phát lồ,
không trình bày sám hối, không trừ bỏ việc làm ác, do đầy ý ác hiện hành, tức ở nơi sở duyên mà tán loạn, nên hành không sáng suốt. Lại nói do không như thật hiện lỗi mình phạm khiến hiện hành ý ác, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiện ở nơi thân mạng, tài của có sự liên tiếp, vui nói chuyện không thật do đầy ý ác hiện hành, tức ở nơi thánh giáo vì bị tán loạn nên hành không sáng suốt. Lại nói do tinh tấn khiến hiện hành ý ác, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiện không tham nhẫn, do đây ý ác hiện hành, tức không thể nhẫn chịu ở nơi các khổ, bị tán loạn ở nơi các thiện pháp, nên hành không sáng suốt. Lại nói do thành tịnh chướng khiến hiện hành ý ác, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiện đối với đại thừa không có tin hiểu sâu, không có ý vui tăng thượng, do đây ý ác hiện hành, tức bị tán loạn ở nơi thừa rộng lớn, nên hành không sáng suốt. Lại nói do lấy lắng nghe cho là rốt ráo, khó thể điều phục, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiển quán thấy chỉ cần thoát khỏi nạn vấn của người và chỉ thấy lợi ích thủ thắng của việc lắng nghe, do đây nên hủy phạm giả dối, hiển việc trì pháp thiện lành. Lại nói do hiểu biết lầm lạc nơi điều được dạy trao, nên chướng ngại việc tu tập, khó thể điều phục, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền không thể kham thọ lời dạy, kiên cố giữ lấy điều đã phạm, không cung kính lời dạy dằn, do đầy hủy phạm giả dối, hiền việc trụ a la nhã thiện lành. Lại nói do nơi giới, do ở nơi giới không kiên cố an trụ, gây tạo việc làm ác nên chướng ngại việc tu tập, khó thể điều phục, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền ở nơi sở học không kham hư dối thọ nhận vật thực của tín thí, do đầy hủy phạm giả dối, hiền việc sinh tu nghiệp phước thiện lành. Lại nói do mình thấy biết chấp trạch kiến thủ nên chướng ngại việc tu tập, khó thể điều phục, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiện ở nơi ba là mật đà thành tịnh, đối với Bồ Tát không sanh cùng kính, không muốn đến gặp gỡ thưa hỏi, không muốn thân cận, không muốn lắng nghe, không tùy hành pháp, do đầy hủy phạm giả dối, hiển việc lãnh đạo chúng thiện lành. Lại nói do không tuyên thuyết, không theo đó tuyên thuyết, không thuận nghĩa thuyết, không bình đẳng thuyết, hành nơi đạo bất chánh, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền trước sau tuyên thuyết một cách nhàm chán, tâm không bình đẳng, đối với người nghe thuyết không khéo biết phương tiện, hiểu biết hạ thừa, ở nơi gia hạnh dạy dằn đồ chúng có tầm nhiễm ô, do đầy hủy phạm, tức vì thiện căn không viên mãn, vì không nhiếp thọ thiện căn rộng lớn, vì xả bỏ thiện căn rộng lớn, và vì sanh phi phước nên dối trá hoặc loạn giáo hóa các loại hữu tình. Lại nói do vốn chủng gần gũi người không hiền lương nên thối thất bốn việc, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiền keo lẫn, không khéo nhập vào ngữ ngôn thánh giáo, không lắng nghe, do đầy hủy phạm, vì không tu thiện căn, vì hãi sợ khổ sanh tử, vì ở nơi việc lợi tha không thể làm lợi ích, vì thiện căn nhỏ hẹp, vì ở trong pháp sanh nghi hoặc nên bị thối thất. Lại nói do vốn chủng Bồ Tát không nhường nghĩa Bồ Tát mà hành, vì mong cầu sự tín phục, mong cầu tiếng tâm, mong cầu quả có nhiễm, mong cầu cúng dường thừa sự tiếng khen, đây nhân duyên gì? Do chỗ hiển đã ái đồng hành với tội phi tế, ở nơi tội phi tế không thấy sợ hãi, không có thắng giải đồng hành với vô ngã, nên không nghĩ tưởng đến việc lợi người, ở nơi sanh tử niết bàn không quán thấy một hướng lỗi lầm công đức, ở trong hiện pháp vui trụ tướng tạp, ở đời đương lai vui thích nhiếp thọ pháp giàu sang tiền của, do đề hủy phạm giả dối, hiện tự thân năng chân chánh chỉ pháp cho đến lãnh đạo đại chúng. Ba là ích thủ thắng trong việc tu tập chánh hạnh của chư Bồ Tát, đề cũng có bốn chủng về sau sẽ nói. Bồ Tát vì hành chánh hạnh như vậy nên năng tích tập tư tưởng phước đức trí tuệ, vì lấy đây làm chỗ nương nên năng thành tịnh chướng, vì lấy đây làm chỗ nương nên huân tập tất cả môn tích tập thành tựu pháp bạch, vì lấy đây làm chỗ nương để phát khai tất cả chủng gia hạnh lợi ích hữu tình, lại năng sanh trưởng vô lượng phước. Có bốn nhân duyên năng khiến tích tập tư tưởng phước đức trí tuệ: một, nương chánh hạnh đây cúng dường thừa sự chư Phật Như Lai; hai, văn thành tịnh; ba, tư thành tịnh; bốn, tu thành tịnh. Có bốn nhân duyên năng khiến thành tịnh chướng: một, đối với thừa tin chắc không bị khuynh động; hai, đối với các hữu tình xa lìa nhân duyên không hành hạnh lợi tha; ba, xa lìa nhân duyên tà hạnh; bốn, xa lìa nhân duyên không thành tựu viên mãn chánh hạnh. Có bốn nhân duyên năng khiến huân tập tất cả môn
tích tập thành tựu pháp bạch. Một, tu thành tựu do tu. Hai, thành thục hữu tình, tức thành tựu việc kia. Ba, phàm nhẫn việc khó, tức thành tựu việc kia. Bốn, đã nghe để tư duy không nhàng mỏi, tức thành tựu kia. Có bốn pháp nào phát khởi tất cả trùng gia hạnh lợi ích hữu tình, tức là cứu giúp hữu tình thoát khỏi bốn điều. Một, vì ở nơi do dự nghi hoặc. Hai, vì điên đảo đọa nơi đường uế ác. Ba, tin hiểu ở nơi hạ thừa. Bốn, vì đối với thánh giáo có tâm chán ghét trái lìa. Bốn, Bồ Tát trụ trong chánh hạnh, đó là đầy đủ ở trong pháp hạnh, bình đẳng hạnh, thiện hạnh, pháp trụ và hành tướng, khi hiện tại chuyển được công đức, thù thắng, lợi ích. Sao gọi là Bồ Tát đầy đủ ở trong pháp hạnh? Đây có hành tướng gì? Trừ Bồ Tát, phàm có tu hành không trái với chánh pháp nên gọi là đầy đủ pháp hạnh. Trong đề có 5 hành tướng. Một, đối với chúng sanh vui hành ác hạnh, làm điều không nhiều ích vì muốn khiến kia thú nhập thiện nên ái mẫn nhiếp thọ. Hai, đối với các hữu tình trụ chủng tánh mà thiếu ngoại duyên, liền khích lệ dẫn dắt khiến phát khởi tâm bồ đề. Ba, ở trong ba la mật đà thù thắng tự mình rõ biết. Bốn, đối với những nơi tôn trọng phát khởi gia hạnh cung kính lễ bái. Năm, đối với các hữu tình là ngoại đạo hay oán địch, an trụ kiên cố nơi thánh giáo, không bị lay động. Sao gọi là Bồ Tát đầy đủ bình đẳng hạnh? Đây có hành tướng gì? Trừ Bồ Tát khắp tất cả việc lợi ích chúng sanh, tu hạnh bình đẳng, cho nên gọi là đầy đủ hạnh bình đẳng. Nên biết hạnh đây có 8 tướng. Một, vì đối với các hữu tình bình đẳng thương quý. Hai, vì đối với các hữu tình dụng thân không nhiễm ô, không phân biệt, không phân biệt đời, không phân biệt sự mong cầu, dụng tâm thân ái bình đẳng, an ủi vỗ về. Ba, vì xả sự sao động, dung mạo thư thái vui vẻ đối với vật đã thọ nhận, năng bình đẳng phân phát. Bốn, vì đối với những vật chưa được thọ nhận, năng bình đẳng nhận lấy. Năm, vì ở nơi tất cả khổ, bình đẳng khảm nhẫn. Sáu, vì đối với vô lượng phương tiện điều phục, năng bình đẳng cầu học. Bảy, vì ở nơi sự cãi vã qua lại, năng bình đẳng dùng lời hợp lẽ, dùng lời khiêm hạ. Tám, vì ở nơi tất cả thiện căn đã có, bình đẳng hồi hướng đại bồ đề. Sao gọi là Bồ Tát đầy đủ thiện hạnh? Đây có hành tướng gì? Trừ Bồ Tát, vì bên trong tự thành thục các pháp Phật, vì bên ngoài thành thục các hữu tình mà tu hành thiện hạnh, cho nên gọi là đầy đủ thiện hạnh. Nên biết hạnh đây có 7 hành tướng. Một, vì huệ thí mà không ỷ dựa. Hai, vì trì giới mà không ỷ dựa. Ba, vì tâm ái mẫn mà tu an nhẫn. Bốn, vì không dụng trước phần mà tu tinh tấn. Năm, vì làm lợi ích hữu tình mà tu tịnh lự. Sáu, vì kiến không cùng tương ưng mà tu diệu tuệ. Bảy, vì thành tục phương tiện thiện xảo. Sao gọi là Bồ Tát đầy đủ nơi pháp trụ? Đây có hành tướng gì? Bồ Tát không phải chỉ tìm hiểu mà cho là rốt ráo, không phải chỉ đọc tụng mà cho là rốt ráo, không phải chỉ tuyên thuyết mà cho là rốt ráo, không phải chỉ tư duy quán xét mà cho là rốt ráo. Cần phải ở nơi nội tâm chân chánh tu tập Samatha thủ thắng, phát sinh tu tập phương tiện bình đẳng mới được gọi là đầy đủ nơi pháp trụ. Nên biết an trụ đây có 12 hành tướng. Một, vì đối với người trụ cấm giới hay không trụ cấm giới, năng dạy trao không phân biệt. Hai, vì lấy đây làm chỗ nương, cung kính lãnh thọ đều được dạy trao. Ba, vì lấy đây làm chỗ nương, thân xa lìa. Bốn, vì lấy đây làm chỗ nương, tâm xa lìa. Năm, vì lấy đây làm chỗ nương, vượt qua tăng ý tương ưng thành phản thừa, đặc ý tư duy tương ưng đại thừa. Sáu, vì lấy đây làm chỗ nương, không xả bỏ ách viễn ly cùng các hữu tình và các loài khác cùng cộng chúng. Bảy, vì lấy đây làm chỗ nương, lãnh thọ trí thế gian thành tịnh, từ lượng đại phước và uy đức của quả tu. Tám, vì không biết vui đủ ở nơi trí thế gian, tầm cầu tu trị trí xuất thế. Lại thành tịnh trí, tức là đoạn trừ 4 chủng lỗi lầm, lãnh đạo đại chúng rộng lớn. Một, vì lỗi lầm do không thể kham nhẫn sự xúc não. Hai, vì lỗi lầm do không quyết định dạy trào. Ba, vì lỗi lầm do không như điều đã nói mà thực hành. Bốn, vì lỗi lầm do có tâm ái nhiễm. Bốn chủng như vậy, cùng 8 chủng trước cộng lại là 12 hành tướng. Năm, sở hữu thí dụ của Bồ Tát năng sanh tịnh tín. Trừ Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm vào đầu giữa sau
đều lấy dẫn phát thiện căn các chúng sanh làm chỗ nương. Đối với khắp tất cả kẻ oán người ân, tâm như đại địa không buộc cút đắm trước. Nhưng chư Bồ Tát không hẳn như đại địa mà mặc tình ung dung chuyển. Chúng sanh tuy nương nhờ đất kia nhưng phải ra công lực vất vả mới được sống còn. Chư Bồ Tát sanh trời thiện căn tịnh tính hoàn hỷ, giống như đại thủy năng khiến tự thấm nhuận tươi tốt. Nhưng chư Bồ Tát không như đại thủy gây trở ngại đối với vụ mùa đến lúc thu hoạch. Chư Bồ Tát vì muốn thành thục thiện căn nên ở nơi pháp đáng nhàm chán, sanh sầu nhàm chán họa hoạn, giống như đại hỏa năng mạnh mẽ đốt cháy chúng. Nhưng chư Bồ Tát không như đại hỏa gây trở ngại cho sự thành tựu cõi nước chư Phật. Chư Bồ Tát thành thục thiện căn rồi tu tập dẫn phát tiến đến giải thoát, năng phát khởi tránh dạy trào giống như đại phong. Nhưng chư Bồ Tát không như đại phong năng dẫn phát rồi chọn quay về tận diệt. Chư Bồ Tát tự khiến bạch pháp của mình chuyển tăng trưởng giống như trăng sáng. Nhưng chư Bồ Tát không như trăng sáng, chỉ làm sáng những phần có ánh sáng soi chiếu, phần không được soi đến thì chẳng vậy. Chư Bồ Tát bình đẳng nơi tất cả tướng, trí phổ chiếu khắp tất cả pháp, cùng cả sáng tối giống như mặt trời. Nhưng chư Bồ Tát chẳng như mặt trời, sợ mạng lưới giữ lại nên liền xoay chuyển. Chư Bồ Tát ở trong tất cả cõi chọn không hãi sợ phiền não bám nương mà bị xoay chuyển, thí như sư tử. Nhưng chư Bồ Tát không như sư tử khiếp sợ đối với sự gánh vác trọng trách. Chư Bồ Tát năng gánh vác tất cả khổ lớn như long tượng uyển chuyển múa, nhưng chư Bồ Tát không như long tượng, hoặc lúc mạnh mẽ lúc suy yếu, hoặc lúc uyển chuyển không uyển chuyển, hoặc lúc vui lúc khổ đều bị ghét thương làm cấu nhiễm. Chư Bồ Tát ở nơi các pháp thế gian không bị ghét thương làm cấu nhiễm giống như hoa sen hồng. Nhưng chư Bồ Tát không như hoa sen hồng, nếu bị chặt gốc thời không sanh trưởng được. Chư Bồ Tát được lực gìn giữ của thiện căn, hàng phục phiền não, trong sanh tử thiện căn lại sanh trưởng, giống như cây đại thụ gốc chưa bị tổn hoại. Nhưng chư Bồ Tát không như cây đại thụ, thời sau quyết định sẽ bị tổn hoại. Chư Bồ Tát sở hữu thiện căn vì hồi hướng đại bồ đề niết bàn, giống như các dòng chảy nhập vào biển lớn. Nhưng chư Bồ Tát không như các dòng chảy nhập vào biển lớn tức hòa thành tánh biển. Chư Bồ Tát nương niết bàn và đại bồ đề dụng các lực thiện căn mà dạo chơi khắp cõi, giống như các chư thiên nương núi tu gì mà trụ. Nhưng chư Bồ Tát không như các chư thiên kia nương trú ở núi tu gì mà thọ hưởng các khoái lạc hành phóng dật. Chư Bồ Tát vì được sự nhiếp trì của phương tiện bát nhã nên thành tựu hoàn mãn tất cả việc làm của chư Phật, giống như quần thần phụ tá đại vương. Nhưng chư Bồ Tát chẳng như quần thần phụ tá đại vương vì lợi ích của mình mà thủ hộ dân trong nước. Chư Bồ Tát không đáng nghĩ đến việc tự lợi nhiếp hộ chúng sanh giống như mây lớn. Nhưng chư Bồ Tát không như mây lớn khiến vụ mùa không thể rốt ráo trọn xong. Chư Bồ Tát rốt ráo sanh trưởng pháp bồ đề phần, giống như vua chuyển luân xuất hiện nơi đời. Nhưng chư Bồ Tát không như ý vua chuyển luân, không có chúng đại trượng phu thứ hai. Chư Bồ Tát giải thoát bình đẳng, thiện căn sanh trưởng đồng xuất hiện nhiều như mani báu. Nhưng chư Bồ Tát không như báu mani, không giống như ngọc châu ca lý sa bát nô. Chư Bồ Tát vì nhập vô lậu giới, sở tác bình đẳng thọ tất cả lạc, giống như chư thiền nhập vào rừng sâu. Nhưng chư Bồ Tát không như chư thiền đã vào rừng sâu, tăng trưởng phiền não nên đường lai điền đảo đọa trở lại. Chư Bồ Tát hàng phục các phiền não, không điên đảo đã trở lại sở hữu các phiền não, giống như dùng chú thuật hàng phục các độc. Nhưng chư Bồ Tát hàng phục sở hữu phiền não không như chú thuật hàng phục các độc, chỉ khiến không bị hại chứ không có đức tánh khác. Chư Bồ Tát tự phiền não của bản thân năng làm lợi ích tất cả chúng sanh. Phiền não đây giống như trong thành lớn có các đống phẫn uế dơ bẩn. Như vậy sở hữu công đức của chư Bồ Tát có các sự việc thô tường tọa ở ngoài thế gian có thể hiểu được nên lấy làm thí dụ. Nhưng công đức đầy vì quá thù thắng không thí dụ nào có thể tương ứng. Cho nên biết công đức của chư Bồ Tát, tất cả thí dụ không thể đến được vậy.